Thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động tour xe đạp hành trình khám phá khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Đây là hành động khởi đầu của thành phố Đà Nẵng trong việc hướng đến thực hiện chương trình Thành phố xanh quốc tế. Tại lễ phát động, hơn 50 tình nguyện viên đến từ Hội xe đạp thể thao thành phố Đà Nẵng tham gia hành trình 35 km chinh phục đỉnh Sơn Trà. Hành trình này mang thông điệp về bảo vệ môi trường, hướng đến cộng đồng và du khách trong xây dựng thói quen giao thông xanh. Theo kế hoạch, thành phố Đà Nẵng sẽ hướng đến phát triển các tour xe đạp hưởng ứng bảo vệ môi trường, gắn kết với các hình thức du lịch lên bán đảo Sơn Trà và xem như đây là hoạt động văn hóa mới ở Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng và hai thành phố khác là Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và Hội An, tỉnh Quảng Nam là những thành phố đã và đang tổ chức nhiều sự kiện để thu hút sự chú ý của cộng đồng về giao thông xanh, xây dựng thói quen sử dụng phương tiện công cộng để giảm phát thải và bảo vệ môi trường, thực hiện mục tiêu Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Ngay từ sáng sớm, đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Nghĩa Sơn đã chật kín người và phương tiện tới tham quan cánh đồng hoa hướng dương. Không chỉ có người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà du khách từ nhiều tỉnh thành khác cũng đã tập trung về đây.